Tần số là 34 rồi. Đây một người Ấn Độ phát cầu, à Indo phát cầu. Vâng, cầu ngoài sân 4-0. Thank you.
11 quả ấy nghiêng về tay vợt người Ấn Độ, à người Indo. Trời ơi, toàn nhầm rồi. Indo. Ôi, rất sát. 81 rồi, 81. Tay vợt người Đài Loan mất cầu. Liệu trận đấu này có đến tiến tới trận đấu thứ ba không nhỉ? Court 4, women singles, match number 28. Pita Japan, Taiwan, Thailand versus Se-yong An, Korea. Umpire Hoàng Thùy An, Vietnam. Service judge Ayaz Al-Amin, Bangladesh. Court 4. Trận số 4, nội dung đơn nữ, trận đấu số 28. Pita Japan, Taiwan, Thái Lan đấu với Se-yong An, Hàn Quốc. Trọng tài chính Hoàng Quỳ An, Việt Nam. Trọng tài giao cầu
Ayaz Alamin, Bangladesh. Số 2-0, đây một người Indo đã chiến thắng.